Xin chào cả nhà, em là Kim Phụng của cây Nam Phụng Lăng rừng Lâm Đồng. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2021. Hôm nay em tiếp tục lên bán một số viên hàng cho mọi người sưu tầm. Hôm nay thì em cũng bán như mọi khi thôi. Có số hên này, tích lịch hỏa này, bệt này. Nhưng mà bệt hôm nay thì ở phần cuối video sẽ có những chậu cực kỳ giá rẻ cho mọi người sưu tầm. Bởi vì hôm qua em bán thì có rất là nhiều khách hỏi hàng hàng nhỏ, bởi vì có nhiều người chơi thì cũng chưa có điều kiện để chúng ta chơi được, nên hôm nay em bán những cái chậu giá rất là mềm cho mọi người sưu tầm. Rồi, trước mặt mọi người là một chậu năm cánh trắng Phú Thọ nha. Thì hôm nay em bán cái chậu này, thì mọi người thấy này, mầm gốc lên rất là lực và khỏe luôn, và trên thân thì nó đã bắt đầu sưng kỳ hết rồi đấy. Mọi người nhìn này, trên thân bắt đầu sưng hết rất là nhiều kỳ rồi. Chậu này tổng số ra là 28 sen, thì em trước khi bán thì em đã đo hết rồi, và em bán chậu này là 24 triệu nha. Đấy, và hàng nhà em thì mọi người yên tâm là chuẩn giống, chứ không có mua đi bán lại là sai cây đâu. Cứ mua về rồi nó nở hoa tại vườn thì mới bán thôi, chứ không có bán lung tung nha. Đấy, nhà thì cả trăm chậu, nghìn chậu như thế này, cho nên là cái nào ra cái đấy. Mọi người yên tâm về cái nguồn giống của cây nha. Và mua cái này thì chắc chắn là sẽ được bảo hành rồi. Đấy, mọi người ngắm lại cái chậu này nha, mông gốc đang đi mở lá rất là khỏe. Cây này thì mông rất là to, hay gọi là cái đế này, cái mông gốc này này cực kỳ to luôn. Mẫu Phú Thọ nhà em mầm nào cũng như vậy, rất là to khỏe luôn. Đấy, nên mọi người yên tâm về cái độ chuẩn giống. Đấy, chậu này là 24 triệu nha, 28 sen. Đấy, bông Phú Thọ là một bông quốc dân thì mọi người biết rồi. Em vẫn chèn cái mặt hoa bên cạnh để cho mọi người nhìn lại. Rồi, em sang mặt hàng số 2, đó là số hên. Số hên thì mấy hôm trước em có bán hàng chậu ở trên hàng chậu ươm kỳ á, thì mọi người cũng lấy hết rồi. Thì hôm nay em lại bán hàng kỳ trên thân. Đấy, kỳ trên thân những cái chậu số hên như thế này. Mọi người yên tâm là cây nhà em thì mua về sổ hoa rồi mới bán, cho nên là không sợ sai cây đâu. Đây, bên này cũng là cây số hên đang có nụ này. Đấy, cái này thì chắc vài ngày nữa nó mới nở thôi, vài ngày nữa mới nở. Nhưng mà khách hỏi em số hên nhiều quá, cho nên là em quay cho mọi người chốt hàng luôn. Và mọi người nhìn thân lá bao phê luôn, cực kỳ đẹp. Cây này lá mít to khỏe, mầm gốc thì lên mầm nào mầm nấy như một luôn, chứ không phải là mầm yếu mầm ấy đâu. Mọi người nhìn cái mầm gốc nó lên này, cây nào cây nấy cũng như thế, cực kỳ là lực luôn nha. Bởi vì cái điều kiện chăm thì nó rất là tốt, chăm hoàn toàn theo chế độ tự nhiên, không phân thuốc gì nhiều đâu. Rồi, nhà em thì mới tưới xong cho nên mọi người nhìn những cái mầm cây nó cực kỳ đẹp luôn, xanh mướt mượt mượt như thế này. Rồi, em báo giá từng cây nha. Cây số 1 này giá là 1 triệu này. Đấy, cây số 1 giá 1 triệu. Và mọi người lưu ý là em bán thì em chỉ cắt cái đúng cái khúc cây này thôi nha. Còn cái mắt ngủ mà trên này là vườn giữ lại để ươm này, chứ không phải là em cắt số 1 là cắt nguyên cả cái khúc này đâu. Có nhiều bác mua hay lắm, mua là cứ đòi cắt nguyên cả cái khúc này. Ai mà đòi cắt nguyên khúc này thì phải tính thêm mất ngủ là bao nhiêu tiền đấy nha, chứ không phải là cứ chọn cây trên đầu là được mất ngủ hết. Rồi, cây số 2 giá cũng là 1 triệu, là cây này này. Đó, nó cũng tương đương nhau hết rồi. Đó là cây số 2 giá 1 triệu này. Cây số 3 500 là cây này. Cây nhỏ này này, cây vừa mới mở lá này. Là cây số 3 500 này. Rồi, cây số 4. Cây số 4 là cây này. Cây số 4 là cây này, giá cũng là 1 triệu nha mọi người. Đấy, cây số 4 1 triệu này, em có đánh số ghi trên lá rất rõ ràng này, rễ khỏe hết rồi. Cây số 5 giá cũng là 1 triệu. Đây, cây số 5 1 triệu này. Đấy, mọi người thấy là nó cũng ngang ngang nhau hết. Đấy, nó đều ngang ngang nhau hết, nó cũng không có to hơn mà là bao nhiêu đâu. Cây số 6 1 triệu. Đây, cây số 6 cũng là 1 triệu luôn. Là cây này. Rồi, cây số 7 700. Đây, đây là cây số 7 đây, 700. Cái điện thoại này sao lúc nó lấy được nét, lúc nó mờ mờ đó, bây giờ nó rõ nè. Cây số 7 là 700 đây. Số 8 giá là 1 triệu rưỡi, là cây to này cho mọi người. Số 8 nè, 1 triệu rưỡi nè. Đây là cây số 8 1 triệu rưỡi. Đấy, cây này nó sẽ to hơn những cái cây trên kia một tí. Đấy, cây cực kỳ to khỏe luôn. Cây số 9 giá là 2 triệu, là cây này. Cây là to. Đấy, mọi người nhìn này, cực kỳ to luôn. Đây là cây 1 triệu rưỡi nè, đây là cây 2 triệu này. Đấy, đây là cây số 9 nha, 2 triệu. Rồi, cây số 10 là 1 triệu cây này. Cây ở dưới thân này, cây số 10 1 triệu này. Đấy, số 10 1 triệu đây. Số 11 là cây này.
Đây, cây số 11, 700. Cây này 700 nha. Đây, số 11, 700 này. À, số 12, 1 triệu. Đây, số 12, 1 triệu này. Đấy. Còn cái này nhỏ quá thì em không bán nha. Đây, 11 nè, 700 nè. 12 nè, 1 triệu nè. Rồi, 13. 13 là cây này. Cây này cũng 1 triệu luôn nha. Cây số 13, 1 triệu nè. Cây 14 nè. 1 triệu. Đây, cây 14 1 triệu này. Đó. Đây, cây 14 đây. À, bên này là cái chậu đang nụ này mọi người. Đấy, chậu đang có nụ này. Vài ngày nữa thì nó mới nở. À, cây 15. Cây 15 là cây này. Cây 15 1 triệu rưỡi nha. Đó, đây là cây 15 này. Đó, cây 15. Cây 16, 1 triệu 3. Cái này. Đấy, cây 16, 1 triệu 3. Thì đó là số hen. Số hen thì em bán có 16 cây như vậy. Những cây nhỏ như này chưa ra rễ thì em chưa bán nhé. Em bán thì em bán cái nào ra rễ rồi cắt luôn. Chứ em không bán lúa non đâu. Rồi, tiếp theo là em có tính lịch hỏa. Tính lịch hỏa thì hôm nay em bán cả cây và cả mầm gốc luôn. Thường mấy phiên trước bán chậu thì mọi người hỏi rất là nhiều. Thì em hết chậu rồi, hôm nay em chỉ có hàng cây như thế này. Ai mua cái chậu to bằng gốc này thì em bán luôn. Đây là cái cây đầu tiên của tích lịch hỏa. Đây, cây này em bán là 5 triệu rưỡi nha. Nó dài phải 20 sen rồi, hơn 20 sen. Cây này nè, đấy, dài 20 sen. Và mọi người cũng lưu ý là em cắt từ đây nha. Chứ không phải là em cắt nguyên cả cái khúc nó ngủ này đâu. Đấy, cắt từ đây xuống tới đây thôi. Cắt đúng cái đoạn mà nó mọc thôi. Còn mắc ngủ thì giữ lại nhà vườn chứ không cắt. Đấy, đây là cây tích lịch hỏa số 1, giá là 5 triệu rưỡi. Ai mua cái chồi gốc này thì em bán giá là 9 triệu nha. Đấy, cái mầm gốc này nè, đó là nguyên cái chậu này đấy. Sau khi cắt cây xong thì ở dưới này nó sẽ còn một mắt nó đang lên nè. Đấy, một mắt nhỏ nhỏ đang lên nè, mọi người thấy không? Chồi gốc đang lên nè, rất khỏe nè. Và nó còn 1, 2, 3 mắt ở đây nữa. Thì chậu này em bán nguyên chậu giá là 9 triệu nha. Đó, 9 triệu cắt từ đây. Sau khi mà khách chốt xong cái kỳ này rồi. Đấy. Đó là tích lịch hỏa. Số kỳ số 1. Kỳ số 2. Kỳ số 2 thì giá là 3 triệu. Đây, có rất là nhiều hỏi khách hỏi em kỳ 3 triệu. Thì cây này do nó có mọc một cái nụ bó ở trong này nè. Xong rồi lá nó hơi bị lỗi như thế này. Cho nên là em bán là 3 triệu nha. Đấy, cây này nè. Đó, cây này thì nó dài cỡ được 10 sen nha. 10 sen. Mà lá nó lỗi như thế này, cho nên là em bán 3 triệu cho cây này. Và cây số 3 là cây này nè, 6 triệu. Cái cây này thì khách lấy rồi nè. Đấy, cây này cũng bán 6 triệu khách lấy rồi. Thì cây số 3 là cây to này nè mọi người. Đấy, cây to này em cũng bán giá là 6 triệu nha. Cây này nó dài phải 25 sen rồi đấy. 25 sen, cây rất là khỏe rồi. Rễ khỏe như thế này cho nên mọi người về trồng cứ yên tâm nha. Đấy, và đấy, đây là cây số 3. Và ở đây em cũng bán một cái chồi gốc luôn. Ở đây bán một cái mầm gốc. Hai cây này thì khách cũng đã lấy rồi. Ở đây còn một cái mầm gốc như thế này. Sau khi cắt tới đây này thì em bán cái mầm gốc này là 9 triệu rưỡi nha. Gồm có cái mầm gốc này và khúc thân này nha. Đó, 9 triệu rưỡi nè. Đó là về tích lịch hỏa. Tiếp theo là em có bệt. Đây là bệt Drom và bệt Candy Quốc. Trước hết là bán bệt Candy Quốc cho mọi người sưu tầm. Đây là những cái cây giá rẻ, những cái chậu mà đã ươm ống chậu rồi, về mọi người chăm lại thôi, chúng ta không cần trồng nữa. Cho những cái khách mới chơi mà chúng ta chưa biết trồng ấy, và mua về để sưu tầm ấy, chứ không phải là có tiền nhiều để mua những cái chậu lớn ấy. Thì hôm nay em sẽ xuất bán cái lô này. Đây, chậu Kennywood số 1 này, giá là 400.000. Đấy, giá 400.000 nha cho cây này. Đấy, cây này thì rẻ, nó mới vừa bán thôi. Đấy, 400.000 nè, cực kỳ là rẻ rồi, nên mọi người đừng có trả nữa. Số 2 là 500, chọn số 2 này. Nó 500 bởi vì lá nó sẽ lực hơn nha mọi người. Đó, lá này nó đi mở nè, nó sẽ lực hơn nè. Chọn số 2 là 500. Rồi, chọn số 3 là 800. Đây là chọn số 3 là 800 nè. Đấy, cây cực kỳ là đẹp luôn. Đây, chậu số 3, 800. Rồi, chậu số 4 là 900. Này, Candy Quốc 4, 900 này. Đấy.
tình trạng mầm gốc đang lên cực kỳ khỏe, và cây nào nó nhiều thì nó sẽ đắt tiền hơn nha. Chậu số 4 là 900 này. Rồi, chậu số 5 là chậu này, giá là 1,1 triệu nha. Mọi người đừng có nhìn là nó ngang như nhau mà bọn em bán theo cái lực cây á. Ví dụ như cây này, này mầm gốc nó đang lên rất là khỏe này. Đấy, so với những cái cây như thế này này. Đó, mầm gốc nó lên này, mọi người thấy là lá nó không mở bằng cây này. Đó, cây này nhìn này, lực nó rất là khỏe như thế này thì giá nó sẽ khác nha, chứ không phải là nhìn tương đương nhau đâu. Có nhiều người chơi bảo là ủa sao chậu nhìn như thế mà giá lại khác nhau, là bởi em bán dựa vào lực cây rồi mầm gốc nha. Đây là chậu số 5, giá là 1,1 triệu. Rồi, chậu số 6. Đây, chậu số 6 giá là 1,5 triệu dành cho chậu này. Chậu số 6 1,5 triệu nha. Đấy, một cây là chuẩn bị ra hoa này, nó đang bắt đầu xuống lá ra hoa này. À, mầm gốc đang lên cực kỳ lực và khỏe luôn. Thì đây là chậu số 6 nha, giá 1,5 triệu này. Chậu số 7 giá là 1,7 triệu. Đây, giá 1,7 triệu này. Đấy, những cái chậu này mọi người nhìn là biết này, lá nó đang đi cao hơn rất là nhiều. Là cây 52 này, đều có thân già rồi, rất là khỏe rồi, thân tơ đấy, chuẩn bị ra hoa. Rồi, chậu số 8 cũng là 1,7 triệu. Đây, hai chậu nào mọi người nhìn này, nó tương đương nhau này. Chậu số 8 nè, 1,7 triệu luôn. Đấy, bông gốc rồi lên này, rất là khỏe luôn. Chậu số 8, 1,7 triệu. Chậu số 9, 1,9 triệu. Chậu này nha. Chậu số 9 nè, 1,9 triệu. So với chậu 1,7 triệu này, to hơn nha. Đấy, em quay gần mọi người mới thấy là cái độ to của nó, so sánh này. Đấy, mà chậu số 9 là 1,9 triệu. Và chậu số 10 cũng là 1,9 triệu luôn. Đấy, thì em có hai chậu Candywood như vậy. Và ở đây em bán mắt ngủ. Hôm qua thì mắt khất chứ. Hôm qua em bán có mấy mắt mà khách hỏi nhiều quá, cho nên là hôm nay mấy mắt này em đang ươm nên em phải lấy ra em bán cho khách. Thì được 4 mắt như thế này đó. Mỗi mắt là 500 nha mọi người. Đấy, không, mọi người đừng có so sánh là sao hôm qua bán 3 mắt 500 mà hôm nay 2 mắt cũng 500. Đây, 2 mắt này thì nó khỏe rồi bởi vì em đang ươm nè. Và mọi người thấy là đấy, có những mắt nó ra rễ như thế này rồi nè. Mỗi mắt là 500 nha. Mọi người đấy, 1 nè, 2, 3, 4, 4 mắt thôi. Đấy, ai nhanh thì sẽ được cái hàng này nha, về sưu tầm. Và đấy, mọi người nhìn này, nó đã thức lên mầm hết rồi. Về chăm để trong chỗ ẩm ẩm là nó ra rễ thôi. Hai cái này một thời gian nữa nó cũng lớn ù ù thôi, nó có 500.000, cho nên là mọi người em bán nó rẻ thôi, mọi người không cần phải so sánh so đo với hôm qua là sao ba mắt mà sao hôm nay có hai mắt nha. Đấy, cây này thì nó vô chừng lắm, lúc nó thế này lúc nó thế kia, chứ mình không thể nào mà so sánh như thế được. Và cuối cùng là em có bệt quốc dân hay còn gọi là bệt đờ rò, bệt bình ngọc, thì hôm nay cũng có những cái chậu giá rẻ như thế này cho mọi người sưu tầm. Rồi, chậu số 1 này giá là 1 triệu. Đây, chậu số 1 giá 1 triệu, bệt đờ ròn này. Đây, lên một mầm gốc này, cực kỳ đẹp luôn. Chậu số 1 1 triệu. Chậu số 2 giá là 500. Đây, chậu số 2 500 này. Đấy, mọi người sẽ tầm nha. Rồi, chậu số 3 500 này. Đấy, số 3 500. Đây nha. Rồi, nó đang lên mầm gốc rồi mọi người. Gốc đã bảo lên khỏe, số 3 500, số 4 700. Chậu này đấy, mọi người nhìn thấy không, đó mầm gốc nó mở to hơn rồi. 4 700 này, số 5 900. Đấy, mọi người so chậu 700 với chậu 900 này, đấy thấy nó khác đúng không. Đấy, lá mở to là rồi đó, cho nên lá nó khác này. 900 nha. Số 6 1 triệu. Đây, chậu số 6 1 triệu, quá đẹp đi, tròn như lá mít luôn, lá đồng xu nè. Số 6 1 triệu. Rồi, số 7, chậu số 7 là 1,3 triệu. Chậu này mầm chi chít như thế này luôn. Số 7 là 1,3 triệu. Số 8 1 triệu. Số 8 1 triệu này. Đấy, em quay kỹ rồi nha. Số 9 nè 1 triệu. Đấy, lá đẹp quá luôn. Số 9 1 triệu. Số 10 1 triệu. Đây, số 10, 1 triệu. Số 11, 1 triệu. Đấy. Số 12, 1 triệu. Đó, số 12, 1 triệu. Số 13, 1 triệu 3. 2 mầm. Đấy, số 12, 1 triệu 3. Rồi, hôm nay em bán chừng này thôi nha. Khách mua gì nhắn tin hoặc gọi điện cho em. Xin chào, chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui.
nhiều cái cuộc hạnh phúc bên gia đình.